chào King Study. Mình là Nguyễn Ngọc Minh Phương. Hiện tại mình đang học tại Oxford Brookes University ở thành phố Oxford. Cảm nhận khi sống ở thành phố Oxford thì em thấy là nói chung là quang cảnh đẹp này. Thành phố thì em thấy khá là an lành. Người dân thì nói chung là ở đấy là giới trẻ nhiều nên ra là kiểu bar, pub thì nhiều chỗ chơi hay ho. Thì em thấy sống ở đấy khá là ổn. Về culture shock thì em thấy là em cũng không có cái nào cả. Thì cũng ok. Nói chung là nó như những gì mà em nghĩ, những gì mà em expect từ ban đầu. Cứ để ổn cả. Như thế nào? Nói chung là so với cả London thì em thấy Oxford nó yên bình hơn. Nói chung là nó cũng trong trung thành phố thì nó cũng kiểu đông vui, thì nó cũng nhộn nhịp như này này. Nhưng mà nó cũng có những cái lúc mà kiểu nó trầm xuống ấy. Ổn. Nói chung là hiện tại thì em thấy là em thích Oxford hơn London. Năm sau thì chưa biết. Thì em thấy là khóa học của em là học ít, chơi nhiều. Em khá là thích cái đấy. Kỳ 1 thì em nhớ là em học khoảng tầm 6 môn. Kỳ 2 thì em chỉ có 1 môn thôi. Nhưng mà em lại học cái môn đấy vào kỳ 1 rồi, nên là kỳ 2 hiện tại là em chơi. Và em chỉ làm mỗi khóa luận thôi. Nghỉ hè thì nghỉ hè đúng là kiểu được 3 tháng luôn rồi đó. Thì hiện tại em đang làm ở Marriott ở Oxford City Center, ngay ở trong trung thành phố luôn. Thì khách sạn đấy là đang là khách sạn 4 sao. Về khách sạn thì em thấy là nói chung là về location của nó là ổn này. Về đồng nghiệp thì em thấy là ok. Em cũng được training. Nói chung là nó không drama lắm anh ạ. Không drama mới là ổn. Thì ngày trước là em làm ở một khách sạn khác. Nhưng mà là ngày trước em làm ở Eurizin, nhưng mà nó khá là xa chỗ em ở. Kiểu em phải bắt hai xe buýt, thế lại bị lười. Là em thấy là ở Marriott thì nó đang tuyển. Thế là em apply, người ta gọi em đến phỏng vấn. Sau đi phỏng vấn thì em nhận thôi. Đi trộm vía. Trộm vía là nó cũng thuận lợi. Thế là trộm vía là em apply trên đấy thì em có được công việc luôn. Dự định tương lai thì chắc là em sẽ ở thành phố Oxford sau khi em tốt nghiệp. Dự định là em là như thế. Thực ra là ở London thì nó cũng tốt đấy, nhưng mà nó rộng quá mà kiểu em cảm giác nó cũng hơi xô bồ. Cũng xô bồ thì cũng không đúng lắm, tại vì Oxford nó cũng xô bồ, nhưng mà London cảm giác nó nguy hiểm hơn một tí, tại vì kiểu nhiều người từ nhiều nơi đến ấy. Còn Oxford thì dù gì là nó kiểu nó cũng là một thành phố cho kiểu học sinh sinh viên ấy, nó vẫn lành hơn.